Thì xin chào anh em, hôm nay mình nghiên cứu được một cái chỉ báo dùng để đánh phái sinh khá là hiệu quả, nên mình làm cái clip ngắn này để chia sẻ để mọi người tham khảo. Thì dữ liệu của mình nghiên cứu là dữ liệu chính từ cái chỉ báo phái sinh, và cái khung thời gian mình nghiên cứu là khung thời gian 5 phút. Thì cái điểm này tại sao mình nhấn mạnh, tại vì bộ code của mình nó thường nó có giới hạn. Những cái chỉ báo nó cũng có giới hạn, nó chỉ phù hợp với một cái khung thời gian nhất định và một cái loại dữ liệu nhất định. Ví dụ như mình dùng để đánh phái sinh trên khung 5 phút thì mình chỉ nên tập trung nghiên cứu dữ liệu phái sinh khung 5 phút. Mình đừng có tham vọng là dùng cái code đó đánh được khung 1 phút, khung giờ, khung ngày, dữ liệu phái sinh, dữ liệu cơ sở cái gì cũng áp dụng được, thì cái đó nó quá thần thánh. Khả năng mình ít nên mình chỉ quan tâm là dữ liệu phái sinh khung 5 phút. Thì mình mở biểu đồ lên mình nghiên cứu. Đó là cái cách của mình làm. Thì cái tín hiệu mình test ra thử để mọi người tham khảo từ ngày 1 đến ngày 15, thì cái tín hiệu này nó rất ít nhưng mà cái độ sai nó cũng ít. Thì mình chỉ nghiên cứu được cái phần short, thì 2 ngày cuối tuần mình có thời gian, mình sẽ nghiên cứu được cái phần long đó, thì nó sẽ cho được nhiều lệnh hơn trong cái thời gian khoảng thời gian này. Thì ở đây có 6 lệnh mình copy mình bỏ vào Excel để mọi người tham khảo. Thì trong đây nó có một lệnh dính cắt lỗ và 5 lệnh thắng, thì tổng cộng trong vòng 15 ngày qua thì mình thắng được khoảng 38 điểm nếu mà đánh theo cái code này. Thì cái code này mình cũng mới suy nghĩ ra thôi. Thời gian trước thì mình có nhiều cái code khác để mình thực chiến. Thì đây là cái dữ liệu thực chiến của mình trong từ ngày 5 đến 2 ngày hôm nay. Thì nó chưa dữ liệu này, mình chụp hình trước rồi mình gửi mọi người tham khảo. Thì đa phần mình đánh 2 tuần nay 10 lệnh thì chỉ có 1 lệnh thua và 9 lệnh thắng. Thì quan niệm của mình không quan trọng là ăn nhiều hay là ăn dày, ăn hết sống, nhưng mà đánh làm sao mà cái mức độ rủi ro nó thấp nhất, tại vì khả năng chịu đựng của mình nó nhỏ nên mình chỉ ăn ít ít nhưng mà tỷ lệ thành công nó cao là mình thấy ok. Thì tùy mỗi người có một cái quan điểm. Thì để xét cái bộ dữ liệu này là mình dựa vào 2 cái thành phần chính, một là VON, hai là RSI. Thì như anh em thấy RSI trong phái sinh mình thấy sử dụng theo cái cách khác chứ không phải qua mua quá bán, là mình kẻ một cái đường 50 khi mà RSI 14 ngày này nó cắt lên đường 50, là nó thể hiện cái đà của cái cổ phiếu đang mạnh, và nó khi nó cắt xuống đường 50 thì cái đà nó đang yếu, và mình short khi mà cái đà nó yếu, và kết hợp với khối lượng khi mà cái đà nó yếu nó cắt vào một cái vùng quan trọng nào đó, và cái thứ hai nữa là khối lượng lớn bắt đầu mình vào lệnh. Thì đây đây là một điểm von von nó nằm trên cái đường này, mình định nghĩa là khối lượng lớn thôi. Von đây thì nó sẽ và cái cắt xuống, mình sẽ vào lệnh short và mình chỉ thoát ra khi mà nó có tín hiệu phân kỳ. Thì tại vì code viết nên là nó còn một số cái điểm nhược điểm. Nếu ở đây nếu mà nhìn đây mình phân kỳ cũng không phải, mình có thể sửa lệnh này lại, nhưng mà hiện thời thì nó cho tín hiệu khá ok. Ví dụ giả sử như nếu mà phân kỳ thật sự thì nó phải khá là dài, nằm đâu tới khúc này. Thì mình gợi ý để anh em xét cái cách đánh này là short khi mà đường RSI này nó cắt xuống và vol cao, và mình thoát ra khi giữa giá và RSI nó có tín hiệu phân kỳ là mình sẽ thoát ra. Thì một cái điểm lưu ý nữa là cái biểu đồ giá. Cái biểu đồ giá này là mình đã sửa, mình làm cái điều kiện để cho những cái dữ liệu mà cuối phiên dữ liệu ATC nó không hiện, bởi vì ATC vol nó rất là lớn, nên là khi mà mọi người in cái dữ liệu đó lên cái biểu đồ này
là những cái giá này nó tí teo chứ mình nhìn không thấy được. Đa phần những cái khi mà dùng dữ liệu để đánh phái sinh đó, mình phải sửa những cái biểu đồ mặc định cho nó lại để có cách nhìn dễ hơn. Thì đây là một trong những cái nhiều cái mà mình sửa lại để cho phù hợp với mình. Thì đây là một cái cách mình chia sẻ. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi. Thì sắp tới mình sẽ nghiên cứu tiếp cái lệnh lon, nếu mà khi mà nó hoàn thành thì có thể mình up code này lên để mọi người tham khảo.